Bộ Y tế công bố tài liệu hướng dẫn thực hành dược lâm sàng. Đây là tài liệu hướng dẫn đầu tiên cấp quốc gia về thực hành DLF có tính pháp lý được soạn thảo bởi các chuyên gia đầu ngành cả nước dưới sự chủ trì của Bộ Y tế. Tài liệu sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho hoạt động DLF Việt Nam, kỷ nguyên của hành động vì chất lượng điều trị tối ưu cho bệnh nhân, một cách chuyên sâu và đồng bộ. Tài liệu cung cấp cho các dược sĩ lâm sàng những hướng dẫn về thực hành thuốc cũng như các kiến thức về thuốc trong ba bệnh lý thời sự nhất hiện nay: đái tháo đường, tim mạch và ung thư, nhằm thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý, nâng cao chất lượng điều trị, giảm chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê cho biết, tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành những văn bản hướng dẫn thực hiện hoạt động DLF trong bệnh viện. Tuy nhiên, việc ứng dụng DLF của nước ta vẫn còn nhỏ lẻ, chưa đồng bộ nên chưa phát huy được hiệu quả tối đa. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là chúng ta đang thiếu những tài liệu tra cứu chuyên biệt, hệ thống hóa cho thực hành DLF. Do đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và những chuyên gia đầu ngành cả nước đã đặt trọn tâm huyết vào việc xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hành DLF cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm. Nội dung quyển sách cũng mang đậm nét thực hành hơn hàn lâm, dễ áp dụng ở mọi hạng bệnh viện và mọi nguồn nhân lực, từ đó mở ra một kỷ nguyên mới của ứng dụng thực hành DLF. Đây là một dự án rất ý nghĩa cho ngành DLF cũng như cộng đồng bệnh nhân Việt Nam, đồng thời giúp nâng tầm DLF Việt Nam hội nhập cùng khu vực và thế giới.